Thì hôm nay hiện tại bên Khá đang có 7 xe, 7 xe cái năm chống ồn luôn nha anh em. Nice. Thời gian qua thì bên Khá nhận được rất là nhiều câu hỏi của anh em về cái năm chống ồn, là cách âm chống ồn có hiệu quả hay không. Thì ngày hôm nay Khá sẽ chia sẻ đến các anh em cái bí quyết mà cách âm chống ồn cho hiệu quả nha anh em. Nó gồm 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất á, là anh em phải chọn được cái vật liệu cách âm chống ồn chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng nha anh em. Tốt hơn hết là vẫn là made in từ châu Âu nha. Cái thứ hai nữa là cái quy trình thi công của đơn vị thi công có chuyên nghiệp hay không. Cái thứ ba nữa là đội ngũ thi công, tức là anh em tay nghề thợ thi công thì có tận tâm hay không. Đó, thì ba yếu tố này nó sẽ quyết định cái độ hiệu quả của cách âm chống ồn. Nếu như mà cách âm chống ồn chất lượng, sản phẩm chất lượng mà anh em thi công không chất lượng, quy trình thi công không bài bản, thì cái hiệu quả giảm ồn cũng có nha anh em, nhưng mà nó sẽ không đạt được cái hiệu quả cao. Đó, cho nên ba yếu tố này cộng lại thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả cách âm giảm ồn như các anh em mong muốn nha. Thì hôm nay hiện tại bên Khá đang có 7 xe, 7 xe cách âm chống ồn luôn nha anh em. Bên cạnh Khá là chiếc Toyota Ray. Chuẩn bị làm cách âm chống ồn thì cái vật liệu cách âm chống ồn bên Khá đó chính là Ship Cylindro Made in Russia nha. Vật liệu ship này được bên Khá nhập khẩu trực tiếp từ Nga về luôn. Nó được sản xuất trực tiếp tại Nga luôn nha anh em. Đạt hiệu quả giảm ồn cao, bảo hành vĩnh viễn, không ngù tay, không chảy nhựa. Đây là vật liệu cách âm. Đây là vật liệu cách âm. Nó độ dày của nó là 2.3mm nha anh em. Tiếp theo đây là vật liệu tiêu âm dành cho sàn. Đó. Vật liệu này bên Khá hay thường gọi là ship F10 anh em. Đó, có độ dày 10mm, made in Russia luôn nha. Rồi, vật liệu tiêu âm thứ hai mà bên Khá sử dụng cho xe đó chính là vật liệu tiêu âm này. Đó, cái này là chuyên dùng cho cửa nha anh em. Tại vì sao? Tại vì cửa là cái vật liệu này nè, bóp vô nó sẽ ép vô luôn và nó không bị bung ra. Thì khi ở cửa nó có những cái khe nó rất là nhỏ. Khe nó rất là nhỏ thì dán vật liệu này vô, ép nó vô là nó vô luôn, nó không bị tình trạng bung ra nha. Đây, Khá mời các anh em vào bên trong. Đó, xe đang được tháo bung ra hết nè anh em. Cửa nè, cửa thì đang dán cái lớp bên trong. Đấy, tôn nó cũng khá là mỏng nha anh em. Cửa thì dán 3 lớp, lớp trong cùng này, một lớp bên ngoài này và một lớp trên tắp bi cửa. Sàn thì bên Khá dán 2 lớp nha. Đây, sàn dán 2 lớp. Một lớp cách âm này với lại một lớp tiêu âm sàn. Đó, thì anh em bên Khá đang thi công cái sàn xe. Ốc bánh thì dán 3 lớp. Sẵn đây đây, Khá mời các anh em đi một vòng showroom Khá coi 6 xe còn lại đang cách âm chống ồn nha anh em. Đây là xe Kia Carnival mới vừa lấy từ hãng ra luôn, qua bên Khá làm cách âm chống ồn. Đây nè, các anh em có thể xem nè. Là cách âm chống ồn bên Khá đã làm lên xong hết rồi. Đây là lớp thứ hai, lớp tiêu âm nè anh em. Nhìn ở cửa rồi anh em, mấy anh em nhìn ở cửa đó, cửa đã, nó xe này đã làm xong hết rồi, thì có làm thêm cái các hạng mục như là nâng cấp limousine cho xe nữa. Đây, tiếp theo đây là chiếc Corolla Altis. Corolla Altis này á thì bên Khá đã cách âm xong rồi anh em nè. Ngoài đang mưa đó, khi gõ vào nó kêu bụp 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 là cách âm rồi nha. Đây, tiếp theo đây là một chiếc Kia Carnival cũng được cách âm rồi luôn. Đây là chiếc Kia Carnival đã được cách âm rồi luôn nha anh em. Đây, các anh em đã lắp và hết rồi, chừa lại một cửa kìa. Đó, một cửa, cửa đó các anh em, các em nhìn thấy là đã cách âm vật liệu Cylindro của Nga rồi nha. Ở trong đây thì có chiếc, đây là chiếc Toyota Velox đến để nâng cấp âm thanh và làm thêm cách âm chống ồn. Đây, âm thanh thì bên Khá làm lên xong hết rồi anh em. Cách âm thì cũng làm xong rồi, giờ là đang trong quá trình ráp vào thôi. Còn đây là chiếc Carnival. Carnival này thì cũng đã làm xong rồi, các anh em đang trong quá trình lắp vào thôi. Thì đây các anh em có thể nhìn hai hốc bánh hai bên nè. Đã được làm cái âm thanh sàn xe, cửa xe, hốc bánh rồi, bên Khá làm xong hết rồi, nhìn đang ráp vào thôi. Trong đây là chiếc Kia Carnival cũng được làm cách âm chống ồn rồi luôn nha anh em. Đây anh em có thể thấy nè. Đó, em bước vào đây em quay cho anh em xem đó.
Xe này thì có làm thêm là limousine, đổi màu nội thất, bọc da, táp lô, tháo bung rồi hết nè anh em. Đó, vật liệu cách âm chống ồn sai lần rồi của Nga luôn. Nếu các anh em có bất kỳ câu hỏi nào về cách âm chống ồn cho xe thì có thể để lại bình luận bên dưới nha, để bên Khá có thể liên hệ tư vấn cụ thể từng dòng xe cho các anh em xem luôn. Và bây giờ Khá mời các anh em cùng xem qua cái quy trình lắp đặt cách âm chống ồn Silent Row của Nga cho xe Toyota Ray nha anh em.